Đây đây nhìn đây nào, cả nhà hai người nhìn đây nào. Đây. Đây rồi. Rồi. Ok. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của Trang Chảnh, ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cũng sắp sửa bước sang năm 2022. Thì đại diện cho họ nhà Giai, anh em chúng tôi có lời chúc sức khỏe và có chúc chị luôn luôn xinh đẹp. Đấy. Anh cũng hôm nay là cũng là ngày 31 tháng 12 cũng là sinh nhật của em thì anh cũng không có gì cả. Thế ngoài cái không gian này với cả một cái bánh gato, một bông hoa rất là to. Ôi. Thì, em chúc em luôn xinh đẹp, khỏe mạnh. Vẫn mãi như chúng mình đang yêu nhau trong 15 năm. Ok. Không đây, không đây, không đây. Có bánh, có hoa. Bánh vào, có hoa. Loa hỏng rồi, bật điện thoại đi vậy, bật điện thoại đi. Nhỏ à. Đây, 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 đây. Con ơi, con anh vừa tắm. Anh nghiêng kìa. Đây. Nào, ảnh nhá, ảnh đây, ảnh đây. Hai ly vang này. Hai ly vang được chưa? Rồi. Hai ly vang để tí nữa, để chúc mừng. Không, đây, để chụp ảnh. Đấy. Bố ơi, không chụp ảnh cho mẹ à? Cho em nhận cái ly rượu vang. Không, cái đấy phải bỏ xuống, sao mà anh chúc này. Hai anh để xong là giao phôi. Bỏ xuống. Thế nó mới đẹp chứ. Bố ơi, ra đây bố ơi. Rồi, bỏ hoa xuống được rồi. Bỏ hoa xuống đi, cầm một người, cầm một ly vang đi. Mọi người chu đáo đấy. Trời ơi, mọi người chu đáo này. Rồi, hai người nhìn đây nhá. Rồi. Cảm động quá. Nào. Nhìn đây. Ok rồi. Kéo ơi, tạo được một niềm vui và bất ngờ được như này không phải đùa đâu nhé. Cấp đấy. Có nghĩ là Đà Nẵng mà tuy ở Đà Nẵng không có điều kiện là không có đâu, cái gì cũng phải có điều kiện hết. Thank you. Chúc bạn cùng giường luôn luôn mạnh khỏe nhá. Chúc bạn
mọi thứ đều có sức khỏe. Tập trung vào đây nào. Hy vọng quay mọi người đi. Từ bây giờ đến mãi mãi luôn luôn phải hạnh phúc. Giang ơi, Giang đang quay mọi người. Em cảm ơn tất cả mọi người. Em cảm ơn anh chị. Còn đây là những nhân vật đứng sau hậu trường quan trọng cho buổi tiệc party này. Những nhân vật VIP ở trong buổi lễ ngày hôm nay. Bỏ cái khẩu trang ra đi. Ôi, xin chào tất cả các bạn yêu. Hôm nay sinh nhật của Trang Trải. Khổ quá cái áo. Chúc Đà Nẵng. Cũng chia sẻ tất cả mọi người rằng là cha chị vào ngày 31 là ngày 2 là ngày sinh nhật của chị. Anh Quang đã tạo được một cái điều một cái bất ngờ cho chị Trang và anh em của Quang và chị Thảo rất là đông. Đến dự bữa tiệc sinh nhật của chủ nhà Trang rất đơn giản trong mùa Covid nhưng lại rất là ấm cúng. Trời ơi, chào cả nhà. Tí phải ra góc này đứng nhé. Đây là một điều mà đáng đang rất là hạnh phúc đối với vợ chồng tớ. Em ơi, giả giả vờ kêu lát xuống đây các anh chị. Em ngồi đi. Là một kiểu nhìn đây cười nào một. Đấy ngồi luôn để cho mọi người chụp. Rồi bây giờ chụp ảnh nhá. Tất cả các tình yêu đã có những lời chúc tốt đẹp nhất để dành tặng đến Trang Trải và số Trang Trải sẽ luôn luôn phục vụ tất cả các bạn, phục vụ tất cả các tình yêu đến hơi thở cuối cùng. Ôi hạnh phúc dã man luôn. Em cảm động quá. Cảm ơn tất cả các tình yêu đang xem live stream. Ngồi đấy, trung tâm phải ngồi đấy giữa mọi người xung quanh chụp ảnh. Giang đã cầm lại máy livestream cho Quang các bạn chụp ảnh. Đúng rồi, đã chụp đấy. Có cái cả chữ cái chị cứ bình hết. Được chưa? Ok rồi, anh Long vào nhé. Đổi. Đẹp quá. Ông sao cái hả? Chuyện bình thường thôi. Thế là phải hai anh hai bên chứ ạ? Không, nên ngồi đây rồi ạ. Bọn em là nhân vật trung tâm, là phải chuẩn nhất. Nghe chưa? Em đứng ngồi hai bên để không ngồi hai bên. Chụp chưa Phúc ơi? Chưa, chụp đi nào. Có cần tắt điều hòa cho nó đỡ gió không? Không, nó đâu, ngoài kia nó chưa lên. Mẹ ba nhìn vào máy ảnh nhá. Đúng rồi, phải live stream thôi mà. Tắt điều hòa, chụp gió. Nhìn máy ảnh nhá. Mọi người tập trung vào máy ảnh nhá. Hai. Nào, 2, 3 này. Ok. Rồi. Mọi người bạn chụp ảnh với vợ chồng Quang Thảo đi. Anh Dung ơi. Anh Dung đi ra đi. Chụp em một tiểu. Nhanh đi đâu, mẫu ông còn chụp kia thôi đấy. Không, cứ từ. Chuyến lượt. Đây là cameraman. Vợ chồng nhà rượu nó nhảy trước. Ôi, nhanh thế. Nào, rượu tránh ra cho cái máy ảnh nó ở giữa. Nào.
1, 2, 3. Ra xe vào chứ chụp ảnh có xong chú rể đấy. À nhanh chụp trước. Nào ai vào đi chụp tiếp đi. Đi lên. Anh chị bông này. Hương Duyên đó, Duyên nói đi. Không. Đi con nhà hàng nữa cơ mà. Chương trình còn dài. Chương trình còn dài. Dài còn nhầm. Quá rồi, nhìn đây, quá. Nào. Vừa quay vừa chụp rồi. Vừa quay vừa chụp mà lúc đây khách có chụp không? Rồi, 2, 3, 4, tí nữa em vào. Okay. Đấy, phải nha. Có bông một chút. Rồi, vào đây. Về đây không nghịch nhá. Ok, đẹp rồi. Ok. Rồi, Khánh có chụp đi anh, đưa cái máy. Thôi, Khánh đứng đây đã, để cho xong một cái máy cho. Em cũng được chụp lại cái. Đấy, chụp đây. Đấy, chụp đây. Ok. Không chụp ba. Tráng. Tráng độc thân vào. Nội ơi. Nội ơi. Tôi làm người. Tôi làm một là tráng mai nha. Nào, bố cứ đứng ở dưới, xuống dưới chân bác rồi, ok. Nhìn nhá, 1, 2, 3 này. Rồi, 3 này. Nhắm mắt rồi, nhắm mắt. 2, 3. Bố cứ ngồi nguyên đấy thôi, cứ ngồi nguyên đấy. Anh cứ ngồi đấy. Ôi, tráng là tới đây. Tráng tới đây. Chạy chụp một tí được không? Quá, chạy chạy. Không ấy được. Quên hay quá. 1, 2, 3 này, nhìn mấy anh ơi. 2, 3 này. Ok. Nào, Khánh vào đây. Đang quay rồi. Thank you.
tí này, nếu mà chị không được vừa cái ngọn lửa. Cái nến đúng không? Đúng một bình vừa cái nến. 2, 3 này. Chào mừng anh em. Sao mà lại không đây? Anh ơi, bảo sao cái sạc này là sạc xe đạp điện cho xe cắm vào đây. Rồi, nhìn này, rồi. Sao không đúng không? Sạc xe đạp điện. Rồi, cả nhà nhìn đây, cười tươi. Tươi. Ok. Giang nó chụp kiểu này. Ok. Đây, anh chụp. Ok. Ok rồi đấy. Đi thôi. Còn có like không? Tuấn Anh Tráng. Tuấn Anh Tráng. 2, 3 chẳng lại đấy. Chúng anh hai lần liền. Một đơn. Chúng hai một đôi. Chúng hai một đôi cay nhá. Chúng hai một đôi đấy. Đôi đấy. Hôm nay một đôi luôn. Đánh nhau hôm nay anh ăn mấy chục triệu. Điện hết cả người hôm qua. Bảo hôm nay đánh lại thì cũng đánh. Hôm nay mà đánh lại là được 32 củ. Anh đã bảo phải đánh ít nhất phải 3 ngày. Hôm nay mà đánh em cũng cần phải về đấy. Nguyên và chụp chưa? Nguyên ơi! Nguyên! Anh qua nhớ tắt đấy đi nha. Ở bên đường mà. Bộ sang đường. Bộ sang sáng đường. Chị quấy này làm sao mà ăn thua? Chào. Đi đây. Chào. Đi thôi. 1K phải 14 mắt à. Riêng này Khánh bỏ túi. Mắt còn đang đỏ vậy. Hay Khánh nhá. Bây giờ bỏ túi Khánh luôn. Đi tí luôn. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt. Bắt đi nhảy nhỉ? Tối về tập phòng bây giờ mới thu về. Không, cái này cùng người ta đấy. Thế còn cho anh gì á? Người ta thu lại đấy. Không, thuê. Có gì nữa đây? Có xong rồi. Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả các tình yêu. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của vợ chồng chúng tôi. Ngày 31 tháng 12 cũng là một ngày sắp sửa bước sang năm mới, năm 2022. Và cũng là một ngày cuối cùng của năm 2021. Là một ngày rất là trọng đại với tôi. Đó là ngày của vợ tôi, chị Trang Chảnh. Đấy. Thì là ngày hôm nay là một ngày rất là vinh dự hai vợ chồng tôi, và tôi có tổ chức một bữa tiệc rất là nhỏ gia đình. Dạ, một bữa tiệc rất nhỏ
đến với mọi người. Đây, tất cả các tình yêu. Đây. Tại thành phố Đà Nẵng. Đây. Rất là vui, rất là hạnh phúc khi mọi người đã bớt chút thời gian đến với ấy, vợ chồng chúng tôi. Đây. Hy vọng là sang năm mới, năm 2022, lời chúc của vợ chồng anh Quang chị Thảo là chúc đẩy lùi dịch Covid và chúc toàn thể tất cả mọi người sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Chúc cho toàn thể tất cả mọi người ấm no, hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các tình yêu đã đem lại cho vợ chồng anh Quang chị Thảo hạnh phúc trọn vẹn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bắt đầu quay nào, chụp ảnh nào. Nào nhìn đây nào, nhìn đây nào, nhìn đây, nhìn đây.
Rồi nhìn đây, cười tươi, nhìn đây. Ok. Ha ha ha.